không, đang ngồi nhắn tin mà có cái bàn tay lạ nắm tay mình nó hết hồn. Dạ không, tại vì mình cũng có thích ảnh rồi, thành ra mình cứ để yên cho ảnh nắm. Rồi thế là hai đứa quen nha. Rất đơn giản, ngoại trừ vẽ bùa chú đã giống như bẫy bắt thú vậy đó. Cái thì có 2 lá giống như cái miệng, cái thì có đến 4 lá giống như móng vuốt. Cô như đứa cháu lớn của gia đình mới ở xa về, bây giờ quay quần bên mâm cơm đạm bạc. Bao nhiêu câu chuyện để nói, để khoe, để kể. Cùng mau đi đi. Cùng đi. Cậu Mạc à, cậu Mạc. Mau đi đi. Cậu Mạc à, tôi không muốn gặp cô nữa. Tôi mãi mãi không muốn gặp mặt cô nữa. Đi đi. Cô bia này bán nữa. Sao vậy cậu? Bảo đăng á, trong chai bia này có con gián. Trời đất, chắc họ đồn thôi. Cũng như đồn hồi đó trong B33 có con thằng lằn với mấy chua. Tay cái này. Dạ đúng rồi đó. Thì tóc chúng ta nó sẽ bị sơ, nó sẽ bị gãy cái phần ngọn tóc này. Dạ. Bây giờ không phải là so sánh nha, nhưng mà nó đã thực tế. Chết không hề chịu nhục. Tôi thích tôi mới xăm nó. Thích sao bay lại xóa. Bởi vì cũng chính cái câu này mà tôi ăn một bạc tay con quan tay. Người như em, tính tình hiền dịu, thấu hiểu lòng người, nói chuyện lại dịu dàng và biết giữ ý tứ như vậy hiếm có lắm. Em muốn là bạn trai của em cũng phải biết bơi lội. Em thích bạn trai của em phải biết bơi lội, và biết bơi không, không biết bơi thì đi vô bờ. Bà biết bơi không? Cô hiếp đáp tôi tới tận cùng, cho tôi một phút suy nghĩ, mà cũng gạt mất tay con bé dây của tôi. Tên mập chết tiệt, đừng có qua đây nha. Cô coi Mẫn Giao qua tôi là người thế nào. Ta thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Hy vọng kết thúc chiến tranh, mang lại sự công bình cho muôn dân và đưa người cao ly hồi cố thổ. Tử Hà Lan hợp sức cùng Chu Nguyên Chương nghênh chiến trước 3 đội quân hùng mạnh, thảm bại dưới tay Tử Hà Lan. Sử Tuấn dùng tính mạng tuyết lệ dẫn dụ anh vào chỗ chết. Ta phải chiếm độc. Giọt máu 20 năm có thư về quyết quản khi Nam Cung Thành luôn xem anh là kẻ đại thù. Không thể bỏ lỡ những tập cuối của Phi Thiên Thần Ký trên sóng truyền hình Hậu Giang lúc 22 giờ. Kính mời quý khán giả đón xem. Thương trường là chiến trường, cạnh tranh lợi dụng để chiếm phần hơn. Thế nhưng kẻ gian lận có ngày phải chịu sự trừng phạt. Anh cầm chai bia này, hô quán lên là có con gián bên trong. Tập 12 của bộ phim Truy Tìm Dấu Chết với sự đối đầu giữa 2 công ty bia Meli và Bạch Yến hứa hẹn sẽ đem đến những tình huống bất ngờ. Kính mời quý khán giả đón xem. Ghen ghét hai nghĩa tài qua và có được trái chuyên án, ất quyết định hành xử kiểu nóng lắm. Nhưng cái giá phải trả. Từ nay em đừng gọi qua bậc thầy nữa. Mình phải học theo con đường của thầy Cao Đệ. Được tình Chí Đường dẫn lối, Hai Nghĩa có được thầy Pháp Cao Đệ nhận truyền nghề khi ông được chí là bậc thầy cai quản cõi âm. Đặt tay mình lên cây kiếm đang thu trước bàn thờ rồi. Và số phận thứ 2 sẽ ra sao khi rơi vào cặp mắt hám gái của chủ điện? Đâu chỉ có chào. Đón xem những diễn biến tiếp theo của phim truyện Việt Nam Đồng Quê 15 giờ các ngày trong tuần trên truyền hình Hậu Giang.